Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Gió bão đã tan, nhưng mưa sẽ còn trút xuống dải đất miền Trung. Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn kéo dài 10 ngày, nguy cơ lũ quét sạt lở đất diễn biến phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 20 tháng 10, các tỉnh Trung Bộ có thể xuất hiện một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn, gồm dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Các đợt không khí lạnh thường xuyên được tăng cường bổ sung. Giai đoạn từ đêm nay đến ngày 13 tháng 10, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể xảy ra mưa lớn với lượng từ 100 đến 300mm trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10, chuyên gia cảnh báo mưa lớn có thể xuất hiện trên diện rộng, gây lũ, nhất là các trận mưa cường suất lớn, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, di dời sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Còn đây là hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay sau cơn mưa trắng trời từ 9 giờ rưỡi sáng. Theo hình ảnh trực tuyến của ứng dụng cảnh báo ngập, nhiều tuyến đường bị ngập, nặng nhất là đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, thành phố Thủ Đức và một số tuyến đường ở quận Gò Vấp. Nước dâng cao nửa thân xe máy. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lượng mưa phổ biến có nơi trên 20mm. Dù lượng mưa không quá nhiều, song một số vùng trũng thấp, vùng tiêu thoát nước kém vẫn bị ngập. Các chuyên gia dự báo trong 10 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mưa lên tới 120mm.